Hiện tại thì chị đang là Student Experience Coordinator ở Spark Prep. Và trước thì chị tốt nghiệp ở Bennington, Đại học Bennington ở Vermont. Và hiện tại thì cũng đã làm việc cho Spark Prep được một khoảng thời gian rồi. Và công việc chính của chị thì là sẽ, nói chung là sẽ manage cái communications giữa học sinh với cả coach. Thì giới thiệu sơ qua một chút về Spark Prep thôi, thì khi mà mọi người, nếu mà mọi người làm việc với Spark Prep thì em sẽ có một coach chính về admission, ngoài ra là sẽ có các thầy cô khác về về những cái lớp writing skill, về lớp time management skill. Còn chị thì với vị trí là Student Experience Coordinator thì sẽ manage cái workflow giữa học sinh với những coach này, và giữa phụ huynh với coach, giữa phụ huynh với học sinh chẳng hạn. Thì buổi hôm nay, buổi webinar hôm nay thì sẽ ở trong series về Financial Aid cho International Student Webinar, và nó sẽ có 2 buổi. Hôm nay là thứ hai, 8 giờ đến 9 rưỡi, và tối mai cũng sẽ là 8 giờ đến 9 rưỡi. Và tối mai thì nội dung nó sẽ đào sâu hơn một chút về cái bộ hồ sơ tài chính và hướng dẫn các em học sinh điền bộ hồ sơ tài chính như thế nào, cũng như là khi sang Mỹ thì mình sẽ có những cái chi phí gì, rồi là có những cái cách gì để mà mình có thể manage cái finance, cái tài chính của mình tốt hơn. Thì training hôm nay thì sẽ có 4 phần. Phần đầu tiên thì là tổng quan về hỗ trợ tài chính. Hỗ trợ tài chính là gì? Chị nghĩ là mọi người ở đây khi mà đã tìm hiểu về du học Mỹ thì chắc mọi người cũng sẽ biết và familiar với cái này một chút. Thứ hai là mình sẽ phân biệt các loại trường. Phần thứ ba là phân biệt các loại học bổng và những cái trường nào thì nó sẽ có cái chính sách học bổng như thế nào. Và phần cuối cùng thì là chiến lược apply học bổng và tăng lợi thế cá nhân. Đây thì chị sẽ present, chị sẽ nói thôi nhé. Còn đâu là ví dụ mọi người có những cái câu hỏi gì mà trong lúc chị nói mà mọi người nghĩ ra thì có thể nhắn luôn vào cái phần chat này, chứ không cần phải chờ đến cuối thì mới nhắn vào. Thì về phần đầu tiên, tổng quan về hỗ trợ tài chính, thì hỗ trợ tài chính nó là cái sự giúp đỡ về mặt tài chính mà các sinh viên có thể nhận được để có thể giảm gánh nặng chi phí khi đi du học. Và cái này thì có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm học bổng từ trường, từ chính phủ, từ những cái tổ chức phi lợi nhuận khác, hay là các cái khoản vay học với điều kiện trả. Và để clarify một cái misconception, tức là có thể là một cái hiểu sai và một số các bạn có chẳng hạn, thì khi mà mọi người nghĩ về du học hay là mọi người nghĩ về học bổng để du học á, thì mọi người hay nghĩ nó theo dạng là phần trăm. Ví dụ như là và đối với các cái nước khác, ví dụ như là Úc hay là Nhật, thì họ hay tính học bổng theo kiểu dạng phần trăm đấy. Và điểm của em ở một cái mức nào thì cơ hội cao là em sẽ nhận được 50% hay là 70% hay là 100%. Thì du học Mỹ và cái du học Mỹ và cái chi phí để mà mình đi học ở Mỹ thì nó không bao giờ tính theo kiểu phần trăm đó. Khi mà mọi người nhận những cái thư mà trường nhận mình á, sẽ không bao giờ thấy những cái là em được 50% hay là em được 10%, mà cái chi phí này nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái điều kiện tài chính của mỗi gia đình. Mỗi cái điều kiện tài chính khác nhau thì em sẽ có những cái sự lựa chọn về trường học và nơi học và cái loại trường khác nhau. Thì trong những cái năm mà chị đã làm với học sinh thì chị đã chứng kiến có những bạn đi du học Mỹ chỉ đóng đúng 3.000 một năm. Chị đã có 2 bạn của từng làm với chị và bạn ấy chỉ đóng 3.000 một năm. Đây là đã bao gồm hết tất cả những cái chi phí rồi nhá. Chi phí tiền học, chi phí ăn ở và cả tiền nhà và cả tiền ăn. Đấy, nó hết tổng là mấy chục, 70, 80.000 đấy, và trường cho bạn ấy hết sạch. Và mỗi năm bạn ấy đi bạn chỉ đóng 3.000 thôi. Chị cũng có chứng kiến, tức là chị cũng có những cái học sinh mà mỗi năm đi học lại đóng khoảng 80.000 đô, 90.000 đô một năm, tức là 2 tỷ một năm, so với bạn kia 3.000 là 80 triệu. Đấy, thì cái điều kiện tài chính của
gia đình em cũng như là cái chi phí đi Mỹ nó sẽ khác biệt đối với từng bạn. Đương nhiên là tài chính của gia đình mình càng thấp, ví dụ như là khoảng 3.000 hay là 5.000 hay là 8.000 hay là 10, 11, 12.000 đô một năm chẳng hạn, thì cái sự lựa chọn của mình là mình chỉ có cái sự lựa chọn là mình áp những cái trường top rất là cao, rất là khó để vào, nhưng mà một khi vào thì nó sẽ cho mình rất là nhiều tiền. Đấy, còn ví dụ những cái trường top khoảng 20, 30, 40, 50 chẳng hạn, thì để em đi những cái trường đó mà được học bổng Fulbright thì và đóng rất là ít như thế này thì rất là khó. Và khi mà tài chính càng nhiều thì ví dụ là khoảng 30.000, 40, 50.000, thậm chí có những bạn 60, 70.000, thì khi đó mình có cái sự lựa chọn, mình có rất là đa dạng cái sự lựa chọn về trường mình có thể áp, rồi là trường đấy nó ở đâu hay là nó dạng như thế nào. Đó, thì tuy nhiên vẫn có, nếu mà khả năng cái điều kiện tài chính của gia đình mình thấp thì vẫn có những cái cách để mà em có thể phát triển bộ hồ sơ rồi là đầu tư cho bộ hồ sơ của mình để có thể xin cái gói hỗ trợ tài chính nhiều hơn. Thì những cái phần sau thì chị sẽ nói cụ thể hơn về trường, về các cái loại học bổng, và đến cuối thì sẽ là làm thế nào để em có thể xin được nhiều học bổng nhất. Thì đầu tiên phân biệt các loại trường, thì cái này thì chị nghĩ là mọi người khi mà mọi người tìm hiểu về du học Mỹ thì mọi người cũng sẽ biết nhiều rồi. Về hệ thống thì ở Mỹ nó sẽ có hai cái hệ thống chính là National University và Liberal Arts College. Thì có một số cái hiểu lầm là Liberal Arts College thì nó là những cái trường cao đẳng, nhưng mà nó không phải. Cả National University và Liberal Arts College thì nó đều là những cái trường đại học của Mỹ theo hệ 4 năm. Và theo hệ 4 năm, và khi mà sau 4 năm này em tốt nghiệp ra thì em đều được chung một cái loại bằng là bằng cử nhân, có thể là bằng Bachelor of Arts hoặc là bằng Bachelor of Science. Đấy, nhưng mà cả National Uni và Liberal Arts thì nó giống nhau về cái loại bằng, nó giống nhau về cái mức ở trong giáo dục ạ, chứ không phải là Liberal Arts là trường cao đẳng hay là thấp hơn một bậc so với National Uni. Nó khác nhau về tư tưởng, chị thấy nó khác nhau nhiều là về tư tưởng giáo dục và cái quy mô của trường. Những cái trường National University thì thường có cái, và cũng cái điểm mạnh của từng trường nữa, chị thấy là nó khác nhau. Còn đâu chứ nó không khác nhau về chất lượng. National Uni thì National University thì nó là những cái trường lớn hơn, những cái trường lớn, có thể có 8.000, 10.000, 15.000, thậm chí là 40.000, 50.000 học sinh ở trong trường trong một năm. Đó, và ở National Uni thì chị đánh giá là nếu mà em học những cái trường, những cái ngành mà nó technical, nó yêu cầu nghiên cứu hơn một chút thì National Uni rất là tốt. Liberal Arts, National Uni thì thường ở những cái thành phố lớn nữa. Còn Liberal Arts thì nó là những trường LAC nhỏ hơn, chỉ khoảng 2.000, 1.000 đến 2.000 học sinh, hơn 2.000 học sinh. Và nó có cái cộng đồng học sinh quốc tế cũng như là cộng đồng trong trường rất là kiểu khăng khít và gắn bó với nhau. Và cái chất lượng về thầy cô giáo rồi là chương trình giảng dạy thì nó vẫn tốt. Và chị thấy là đối với Liberal Arts, nếu mà em thích học những cái ngành xã hội hơn, những cái ngành mà yêu cầu em phân tích, em suy nghĩ, em nhìn nhận vấn đề theo những cái góc nhìn, theo những cái quan điểm khác nhau ạ, những cái ngành ví dụ như là psychology, sociology hay là economics, học liberal arts rất là tốt. Còn nếu mà em muốn học những ngành như kiểu engineering hay là bio, kiểu hóa sinh rồi là vật lý các thứ thì liberal arts có thể sẽ không tốt bằng, bởi vì là nó không có cái cơ sở vật chất để mà nghiên cứu như là National University. Thì ví dụ một số những cái trường liberal arts ví dụ như là Vassar College, Smith College, DePaul University, mặc dù nó có university ở trong này nhưng mà nó vẫn là một trường liberal arts. Và
mọi người cũng không nên nghĩ là vào liberal arts thì nó dễ. Những cái trường top đầu của liberal arts, ví dụ top 10, top 20, nó cũng rất rất là khó để vào. Như là những cái trường top đầu của National University. Và một cái yếu tố quan trọng trong hai cái sự khác nhau giữa hai cái hệ thống trường này, đó là vì gói hỗ trợ tài chính. Thì thường liberal arts college có thể mọi người liberal arts college có cái gói hỗ trợ tài chính rất là dồi dào, và đặc biệt là cho học sinh quốc tế. Mọi người sẽ thấy rất là có rất là nhiều bạn đi liberal arts có thể được học bổng khoảng 50.000 đến 60, khoảng 50.000 đô một năm. Có những bạn được nhiều hơn 5.000, có những bạn được nhiều hơn 50 hay là ít hơn 50.000. Thì đó là cái gói học bổng, nó rơi vào khoảng tầm hơn 2 tỷ một năm. Đấy, thì bên liberal arts cái hỗ trợ tài chính và đặc biệt là cho học sinh quốc tế rất là dồi dào. Phía bên và nó generous hơn rất là nhiều. National University, những cái trường private, họ vẫn cho hỗ trợ tài chính cho học sinh, nhưng mà nó sẽ ít hơn liberal arts một chút. Đấy, nếu mà tài chính, điều kiện tài chính không phải là vấn đề với gia đình em, thì lúc đó em sẽ có sự lựa chọn. Nếu mà em cảm thấy phù hợp với môi trường liberal arts hơn, thì em có thể áp rất là nhiều liberal arts và một vài trường national uni chẳng hạn. Hay là lúc đấy thì em sẽ có thêm cái sự lựa chọn về mình thích học ở đâu, mình thích học trường nào, bởi vì nó có cái ngành này để đáp ứng cho cái sở thích đó của mình. Còn ví dụ tài chính của mình mà thấp thấp hẳn chẳng hạn, thì app National University có thể nó sẽ phí cái cơ hội của mình á, bởi vì mình biết là nó sẽ không cho nhiều đến cái mức đó chẳng hạn. Thì lúc đó thì mình sẽ chọn nhiều trường liberal arts hơn để mà mình áp. Thì thứ nhất đó là về hệ thống của trường. Cái chất lượng thì chị phải nhắc lại một lần nữa là cái chất lượng của hai cái hệ thống này thì nó ngang nhau, nó khác nhau về cái quy mô rồi là cái tư tưởng giáo dục thôi. Đấy. Còn là cái bằng nó ra sau 4 năm thì nó đều là bằng cử nhân và có cái giá trị tương đương nhau. Thì đó là trường phân biệt giữa trường National University và Liberal Arts. Tại mẹ sắp có hành vi mày phải như con nè, vừa đứt trịch nè, tăng nè, mũi Rồi chị mute. Rồi, còn về nếu mà phân loại, nếu mọi người phân loại theo các loại trường thì nó sẽ có trường tư và trường công. Trường tư thì là những cái trường mà có học phí rất là đắt, và học phí của những trường tư nó sẽ rơi vào khoảng tầm 60 cho đến 70 nghìn. Và cái chi phí tổng, cost of attendance tổng, có nhiều trường nó lên đến 90.000 đô một năm. Và thường thì nó sẽ rơi vào khoảng mức 80.000 đến 90.000 đô một năm. Thì những cái trường tư mà National University, ví dụ như là Lehigh University hay là Boston University, và tất cả những cái trường Liberal Arts College, LAC, thì nó đều là trường tư, trường private. Và những cái trường này học phí của nó cao như thế, nhưng mà thường là trường tư thì nó có cái gói hỗ trợ tài chính theo kiểu need base, tức là gói hỗ trợ tài chính theo nhu cầu của gia đình em, nên là cái gói hỗ trợ tài chính nó sẽ nhiều hơn. Nên là sau khi mà trừ đi chẳng hạn, thì cái mức để mà mình đi học trường tư có thể là nó vẫn ổn và nó vẫn phù hợp với nhiều bạn. Còn là ngoài ngoài private school là trường tư, thì có trường công. Trường công là những cái trường university của bang hoặc là những cái trường state university này, ví dụ như là Michigan State University, hay là University of Michigan, University of Minnesota, University of Massachusetts chẳng hạn, hay là Purdue University. Thì những cái trường công này, họ cái gói hỗ trợ tài chính và đặc biệt là gói hỗ trợ tài chính cho học sinh quốc tế nó sẽ ít hơn và nó sẽ giới hạn hơn. Và khi mà họ xét hồ sơ tài chính á, thì họ cũng không cần yêu cầu em gửi cái bộ hồ sơ tài chính, và họ sẽ xét chủ yếu là merit based, tức là cái học bổng mà nó dựa vào cái thành tích học tập, cái academic excellence của em là như thế nào. Và rồi, đó thì dẫn đến phần tiếp theo, tức là phân biệt các cái loại học bổng.
Thì khi mà mọi người tìm về những cái chính sách học bổng ở trên website của trường chẳng hạn, khi mà mọi người thích một cái trường nào đó, ví dụ như là mọi người thích New York University chẳng hạn, thì các em có thể Google New York University Financial Aid for International Student. Lúc nào mình cũng phải thêm cái International Student vào, bởi vì là có rất là nhiều những cái chính sách hỗ trợ tài chính mà trường ghi ở trên website á, nhưng mà những cái chính sách đó nó chỉ dành cho học sinh quốc tế, nó chỉ dành cho học sinh Mỹ thôi, hoặc là sẽ có những trường ở trên website nó ghi thẳng là financial aid cho học sinh quốc tế thực ra rất rất là limited. Đấy, nếu mà em đang muốn xin nhiều hỗ trợ tài chính thì có thể những cái trường này nó không phải là cái option tốt nhất. Đó, và khi mà các em đọc đọc thêm về những cái chính sách hỗ trợ tài chính ở trên website của trường thì mọi người sẽ thấy chính là sẽ có hai cái loại học bổng, cái loại hỗ trợ tài chính, đó là need based aid và merit based scholarship. Thì chị giới thiệu, chị nói qua một chút thôi, còn sẽ có những cái slide cụ thể hơn về nó. Need based aid tức là cái hỗ trợ tài chính dựa vào nhu cầu tài chính của gia đình em. Và cái gói hỗ trợ tài chính này khi mà em nộp, em sẽ phải gửi kèm một bộ hồ sơ tài chính, trình bày những cái điều kiện, rồi là khai khai những cái thông tin về điều kiện tài chính của gia đình mình. Và khi mà trường đọc hồ sơ và quyết định nhận em ạ, thì họ cũng sẽ dựa thêm vào cái bộ hồ sơ tài chính này. Ví dụ như là ở trên hồ sơ tài chính em ghi là 20.000, gia đình em có thể đóng 20.000, thì trường sẽ xem xét là những cái phần khác của bộ hồ sơ của em nó có đủ để trường cho em một cái hỗ trợ tài chính nó dồi dào đến thế không. Đấy, hay là nếu mà trường rất là thích em và sẵn sàng cho em rất là nhiều tiền để nhận vào trường chẳng hạn, thì trường cũng sẽ dựa vào cái bộ hồ sơ tài chính này, dựa vào cái thông tin em ghi ở trên bộ hồ sơ tài chính là gia đình em có thể đóng 20.000 để mà trường cho cái mức hỗ trợ tài chính. Thì đối với những cái trường need based á, thì cái hồ sơ tài chính của mình càng cao thì mình càng có lợi, bởi vì là nếu mà hai bạn học sinh mà statistic ngang ngang nhau một chút, đấy, về ngoại khóa rồi là về học thuật ngang ngang nhau hơn một chút, thì cái bạn trong bộ hồ sơ tài chính ghi là gia đình tôi có thể đóng 50.000 so với cái bạn ghi ở trong bộ hồ sơ tài chính là gia đình tôi có thể đóng 20.000, thì cái bạn 50.000 sẽ có lợi hơn khá là nhiều. Thì đó là need based financial aid, đó là những cái trường mà có gói hỗ trợ tài chính dựa vào cái nhu cầu của gia đình em. Còn còn lại thì nó sẽ có merit based scholarship. Merit based scholarship tức là nó là những cái học bổng mà sẽ dựa vào academic excellence, sẽ dựa vào khả năng học thuật, điểm ví dụ như là điểm GPA hay là điểm các bài thi chuẩn hóa của em để mà họ xét cái bộ hồ sơ này. Thì mọi người nhớ một chút những cái phân loại trường nhé. Về hệ thống thì sẽ có National University và Liberal Arts, và sẽ có trường tư và trường công, bởi vì là nó sẽ ảnh hưởng một chút đến những cái chính sách về các loại học bổng và hỗ trợ tài chính mà trường có. Thì đầu tiên là về merit based. Merit based scholarship tức là cái học bổng dựa vào tài năng của em, thì nó cung cấp hỗ trợ tài chính hoặc là các học bổng cho cá nhân dựa trên thành tích học thuật, thể thao hoặc là các thành tựu khác thay vì nhu cầu tài chính của họ. Nó có các cái hình thức khác nhau như là học bổng về học thuật, học bổng về thể thao, hoặc là trong các cái lĩnh vực cụ thể như là technology, như là computer science, nó có những cái học bổng merit based, học bổng về tài năng cho những cái bạn mà có những cái giải thưởng cao ở trong những cái lĩnh vực này, hoặc là có những cái tài năng về nghệ thuật hay là khoa học. Thì rồi ở merit based scholarship, cái học bổng dựa trên tài năng này, thì nó sẽ có cả
ở trường National University, cả ở trường Liberal Arts, có cả ở trường công và trường tư. Đấy, thì tất cả những cái hệ thống trường hầu như nó đều có merit based scholarship, và cái tiêu chí đánh giá của họ thì họ sẽ dựa trên nhiều vào GPA và các bài thi chuẩn hóa như là SAT hoặc là điểm AP hoặc là điểm những cái lớp IB của em chẳng hạn. Rồi, thì merit base này đối với những cái trường công, đối với những cái trường public school ạ, thì về cái chính sách của họ, họ sẽ chỉ có merit base thôi, chứ chị thấy ít ít cho đến hầu như là không có trường công nào mà họ sẽ có need base, tức là dựa vào hồ sơ tài chính của em. Đấy, thì khi mà em submit và nộp những cái trường công, ví dụ như là North Carolina State University này hay là Michigan State University, thì cái mà mình có thể là nên focus và nên đặt mục tiêu vào hơn, nó sẽ là việc maintain GPA, các cái điểm maintain GPA cao và những cái điểm bài thi chuẩn hóa cao. Đấy, và có và merit based scholarship, khi mà em nộp cái bộ hồ sơ Common App ạ, và gửi bảng điểm, gửi điểm SAT, thì họ sẽ dùng những cái yếu tố đó để họ tự xét cái merit base luôn. Chứ mình cũng sẽ hầu như là mình không cần gửi thêm bộ hồ sơ nào đó, hoặc hay là mình cũng không phải viết thêm luận. Cái này thì cũng sẽ tùy vào trường hợp của các trường nhé. Có những trường thì nếu mà em muốn xin thêm một vài cái quỹ học bổng khác cũng là merit base, có thể em sẽ phải viết thêm chẳng hạn. Đấy, nhưng mà nhiều trường thì là họ sẽ tự xét luôn dựa vào cái bảng điểm và điểm của bài thi chuẩn hóa mà em đã gửi. Đó. Chính vì thế mà có nhiều bạn khi mà apply đi Mỹ, và các bạn ý cái điều kiện tài chính của gia đình cho phép ạ, và các bạn ý không cần xin hỗ trợ tài chính. Nhưng mà khi các bạn ý nộp và điểm cao, trường vẫn có thể tự cho các bạn 15.000 hay là 20.000. Nó dựa vào cái tài năng này, chứ nó không dựa vào cái hồ sơ tài chính của em. Đó. Rồi. Thì ví dụ đây là một số trường, những cái trường công thì họ sẽ dùng merit base nhiều hơn. Mọi người đọc, dành khoảng 1 đến 2 phút đọc cho chị cái này nhé. Thì đây là cái điều kiện scholarship của trường Michigan State University mà họ nói thẳng ở trên website của trường luôn. Mọi người cứ đọc khoảng 1-2 phút. Rồi, thì ở Michigan State, nó là một trường state school nên là nó không xét dựa theo needs, mà nó có bốn cái cấp bậc này. Presidential Scholarship là 15.000, Provost là 12.000, Dean's và 1855, là từng cái mức này thì nó sẽ trao cho những cái học sinh mà có thành tích học tập cao nhất, ví dụ như là rank top ở trong trường, ví dụ như là GPA cao và đều cho các năm và ở trong top, và ví dụ có những cái điểm SAT cao chẳng hạn. Đấy, thì thực ra là dựa vào những cái kinh nghiệm đã áp cho học sinh, thì chị thấy là nếu mà những cái trường state này, nếu mà em có điểm SAT cao thì nó cũng là một cái lợi thế, bởi vì họ xét cái merit, điểm mình càng cao thì mình càng được nhiều tiền. Và Michigan State thì đây chỉ là ví dụ một cái scholarship thôi, còn Michigan State nó cũng có thêm những cái scholarship khác dành cho học sinh quốc tế, mặc dù nó là một cái state school. State school thì cái hỗ trợ tài chính cho học sinh quốc tế thường là nó sẽ bị giới hạn hơn, nhưng mà Michigan State thì là một trường khá là hào phóng. Đây là của Drexel. Drexel thì là một trường private, một trường tư, và cũng sẽ có cái Drexel Merit Scholarship. Eligibility thì nó sẽ dành cho cả học sinh Mỹ và cả học sinh quốc tế. Về award amount thì nó cũng sẽ khác biệt, và nó sẽ dựa vào cái credential mà cái hội đồng tuyển sinh đã người ta đã chọn ra, người ta đã chấm ra. Đấy, thì chị thấy là thường là những cái merit này nó sẽ dựa vào điểm số của mình và academic excellence.
Và Drexel thì cũng có những cái quỹ học bổng merit khác, ví dụ như là nó có cái Westphal Portfolio Scholarship, Merit Scholarship, thì cái đó là dựa vào tài năng nghệ thuật. Rồi là cũng có một số những cái quỹ học bổng khác mà nhỏ hơn, ví dụ là cho những cái kiểu future leaders, những cái người lãnh đạo tương lai, hay là những cái bạn có một cái tài năng hay là một cái ngành nghề major chuyên ngành cụ thể nào đó. Thì đó là merit based, thường là những cái trường công. Và những cái trường này thì họ sẽ không yêu cầu hồ sơ tài chính của em. Rồi, và khác với merit based thì mình sẽ có need based. Need based thì nó là gói hỗ trợ tài chính cho học sinh dựa trên nhu cầu tài chính đã được chứng minh. Và need based thì thường được phân phối dưới dạng là grant loans, là khoản vay cho học sinh quốc tế, hoặc là work study, tức là làm thêm ở trong trường. Và tiêu chí đánh giá thì đối với need based financial aid, đối với cái bộ học bổng, cái học bổng mà dựa trên nhu cầu của em, thì chị thấy là nó đánh giá cả bộ hồ sơ của em as a whole, chứ nó sẽ không nhìn vào những cái yếu tố chỉ về điểm số như là ở bên merit based. Đấy, thì ngoài bộ hồ sơ Common App, tức là để có một cái mức học bổng cao cho những cái trường need based này, để mà trong bộ hồ sơ tài chính em ghi là em có thể đóng được 30.000 và trường người ta sẵn sàng cho em 50.000 nữa. Đấy, thì các cái phần trong bộ hồ sơ, từ bảng điểm cho đến bài luận, cho đến các cái hoạt động ngoại khóa, cho đến cái tầm ảnh hưởng, rồi là những cái gì mình làm trong hoạt động ngoại khóa, nó cũng rất là quan trọng. Và một cái khác cũng quan trọng không kém, đó là cái điều kiện tài chính của gia đình học sinh. Và mình sẽ phải khai cái đó ở trong cái bộ hồ sơ tài chính là CSS profile. Rồi, thì đây là CSS profile dành cho học sinh quốc tế. Cái bộ hồ sơ tài chính CSS profile mình sẽ cần nộp kèm với cả Common App, là cái bộ hồ sơ mà có những cái về activities hay là về luận của mình. Thì trong CSS profile nó sẽ có đầy đủ hết tất cả những cái thông tin: 1 năm gia đình em có thể kiếm được bao nhiêu tiền, bố mẹ em kiếm được bao nhiêu tiền, từ thu nhập của bố mẹ cho đến việc bố mẹ có công ty riêng không, bố mẹ có nhà, có cho nhà, có cho thuê nhà không, có cho thuê đất không, có trang trại không, hay là có những cái tài sản ở quốc gia khác, hay là tài sản dưới dạng trái phiếu không chẳng hạn. Rồi là những cái, nói chung là họ hỏi em tất cả những cái thông tin về thu nhập 1 năm của gia đình em, và chi tiêu 1 năm của gia đình em là bao nhiêu. Và từ đó nó suy ra một cái mức là 1 năm gia đình em có thể đóng được bao nhiêu tiền cho trường. Và ở trong cái bộ hồ sơ tài chính CSS này, nó cũng có một cái phần ghi cái con số mà gia đình em có khả năng đóng được. Đấy, và đây nó cũng là một cái con số khá là quan trọng cho cả bộ hồ sơ của mình, bởi vì là con số này thì không thể thay đổi được. Một khi mà mình đã nộp cái bộ hồ sơ CSS profile á, mình chỉ có thể ghi một con số, nên là sẽ không có chuyện là ví dụ mình nộp cho 2 trường, cả 2 trường đấy đều nhận CSS profile, mà một trường mình ghi là 20.000, một trường mình ghi là 40.000 chẳng hạn, thì mình sẽ không thay đổi được cái con số đó. Và cái con số này thì nó cũng sẽ quyết định, đối với những cái trường need base thì cái con số càng cao, cái cơ hội được nhận vào của em càng lớn, và cái cơ hội được nhận vào những cái trường top cao thì nó càng lớn, dựa vào cái CSS này. Thì để cho học sinh quốc tế apply, thì cái bộ hồ sơ tài chính mình sẽ gồm CSS, mình sẽ gồm ISFA, tức là International Student Financial Aid Application. Thì cái form ISFA này thực ra nó cũng giống CSS thôi, nó chỉ là một cái loại form khác. Còn đâu là những cái thông tin thì nó cũng sẽ giống như CSS, và nó cũng sẽ dựa vào cái form này để biết gia đình em 1 năm kiếm được bao nhiêu, chi tiêu bao nhiêu, và có thể contribute được bao nhiêu cho việc học đại học.
Rồi thì ví dụ đây là ở trên website của University of Rochester, tức là một trường một trường private university ở upstate của New York. Thì đây là chị lấy thông tin từ một cái trang, nó bảo là nó sẽ dùng trường sẽ dùng những cái yếu tố nào để quyết định cho cái hỗ trợ tài chính need base này của em. Mọi người cũng dành khoảng 1-2 phút đọc nhé. Rồi. Thì để mà họ xét cái need base thì một số những cái yếu tố mà họ đưa vào, ví dụ như là tài sản của gia đình có bao nhiêu, gia đình có bao nhiêu người, có những cái anh chị em khác mà đang đi học đại học không, và cùng với cái thu nhập một năm của gia đình. Và rồi, và như là những cái trường private university khác thì họ sử dụng một cái institutional methodology, tức là một cái phép tính để có thể tính ra là một năm gia đình có thể contribute được bao nhiêu tiền, để mà từ đó họ họ quyết định cái con số hỗ trợ tài chính mà họ sẽ cho em. Và cái dòng cuối thì là mình phải submit mọi thứ trước cái deadline thôi. Thì khi mà khai hỗ trợ tài chính, khi mà khai hồ sơ tài chính á, thì thực ra là mình không cần phải khai thật hết tất cả mọi thứ, và mình sẽ cần phải cân đối thu nhập, cần phải cân đối chi tiêu, cần phải cân đối những cái thu nhập khác của gia đình hay là những cái khoản thu khác của gia đình chẳng hạn, để làm sao nó phù hợp với cái phép tính này. Và khi mà trường người ta xét hồ sơ tài chính cho mình thì họ sẽ cho mình đúng cái mức mà mình mong muốn. Mình sẽ không khai quá nhiều, ví dụ như là có những gia đình có 4 đến 5 cái nhà chẳng hạn thì mình cũng chỉ cần khai một cái thôi, chứ mình không cần khai cả 4 cái kia vào. Hay là về thu nhập của gia đình hay là chi tiêu một năm bao nhiêu, thì những cái con số đấy mình cũng sẽ cần cân đối và tính toán cụ thể, chứ không phải là mình khai bừa hay là mình khai thật. Thì khi mà trường lock những cái con số đấy vào và ra phép toán thì có thể là nó sẽ không đáp ứng đủ những cái nhu cầu tài chính của gia đình mình. Thì ví dụ đây là University of Rochester. Rồi. À, để chị xem về need base. Đó. Rồi, sau đó thì phần cuối thì là những cái chiến lược apply học bổng để tăng lợi thế cá nhân. Thì như chị cũng đã vừa phân biệt thì sẽ có hai dạng là merit based và need based. Thì đối với merit based, hai cái đầu khá là quan trọng. Giữ điểm GPA đều qua các năm học và giành điểm cao. Giữ điểm GPA đều qua các năm học và giành điểm cao trong các bài thi chuẩn hóa. Thì đây là những cái trường mà họ xét merit based theo kiểu academic excellence, theo kiểu academic performance của em, là về học thuật và về điểm số. Tuy nhiên là nếu mà em muốn được xét thêm một số những cái học bổng merit, một số những cái học bổng tài năng khác, ví dụ như là nhạc cụ, ví dụ như là nghệ thuật, ví dụ như là thể dục thể thao, thì trong những cái năm học cấp 3 đấy mình cũng cần phải thi, ví dụ thể dục thể thao chẳng hạn, thì mình sẽ phải làm lead ở trong những cái đội bóng hay là cái sport team của trường mình, hay là những cái giải thưởng về nghệ thuật hay là vẽ design, thì khi đó thì em sẽ phải gửi portfolio cho trường. Đó, còn đấy là những cái học bổng mà về nghệ thuật còn và thể thao. Còn đối với những cái mà về academic excellence nhiều hơn thì nó sẽ là GPA, những cái bài thi chuẩn hóa, có thể là điểm SAT của em, cũng có thể là mình thi thêm AP để mà mình có thêm những cái bài thi chuẩn hóa, chuẩn quốc tế ở trong bộ hồ sơ của mình. Thì đây là đặc biệt là cho những cái trường merit based. Thì chị thấy là merit based mặc dù nó xét về học thuật là nhiều,
Tuy nhiên là mình vẫn sẽ phải có những cái hoạt động ngoại khóa. Ví dụ điểm em cao nhưng mà ở trong phần activities, phần trong ngoại khóa của em chẳng hạn, em chỉ có một hoạt động là member, em chỉ điền đúng một hoạt động em có là member thôi, thì có thể nó cũng không phải là một điều quá là tốt. Đấy, thì mặc dù cái focus của mình là vào GPA và vào SAT, nhưng mà mình vẫn sẽ phải làm tham gia vào một số những cái hoạt động ngoại khóa. Nếu focus của mình là em apply vào nhiều vào trường university hoặc là state school hoặc là public school thì họ xét merit rất là nhiều. Còn đối với những cái bạn xin hỗ trợ tài chính nhiều và muốn xin theo kiểu need base, tức là muốn xin em muốn xin kiểu 40, 50 nghìn, 60 nghìn đô một năm chẳng hạn, thì những cái yếu tố dưới nó cũng quan trọng hơn rất là nhiều ngoài cái điểm cao của em. Thì tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa và xã hội, tích cực tham gia này về ngoại khóa và xã hội nó cũng sẽ có một số những cái lưu ý. Không phải em tham gia nhiều và dàn trải là tốt. Ví dụ là chị cũng đã thấy những cái có những bạn học sinh mà tham gia đến 10 dự án, nhưng mà 10 dự án thực ra nó chẳng liên quan gì đến nhau. Một dự án thì ban truyền thông của câu lạc bộ sách, một dự án thì ban nội dung của câu lạc bộ bảo vệ môi trường, xong lại một dự án khác thì lại về một cái topic khác chẳng hạn. Đấy, thì thực ra là dàn trải quá cũng không tốt. Mình có thể tham gia đa dạng những cái loại hoạt động, nhưng mà nó cũng nên có một cái focus, một cái kiểu đam mê, định hướng, một cái màu sắc riêng của mình á. Đâu là cái mà mình quan tâm đến và mình giỏi, chứ không phải là mình quan tâm đến tất cả những cái lĩnh vực trong xã hội và cái gì mình cũng involve một chút. Đấy, thì cái tích cực tham gia hoạt động xã hội này nó cũng là một cái phần khá là quan trọng ở trong cái bộ hồ sơ của em để mà trường xét cho em về need base. Ngoài ra thông qua những cái hoạt động này mình thể hiện lên một số cái, ví dụ như là kỹ năng lãnh đạo tốt này, hay là kỹ năng quản lý, kỹ năng lãnh đạo tốt, thì nó cũng là một cái điểm mạnh. Một cái nữa là viết các bài luận thật xuất sắc, bởi vì là có rất nhiều bài luận nó hay và nó bật hẳn lên và nó khiến học sinh đấy rất là nổi bật. Đấy, bởi vì là khi mà mọi người tưởng tượng đọc những cái phần của bộ hồ sơ á, thì điểm của các bạn nó sẽ ngang ngang, nó sẽ bằng bằng nhau, nó sẽ quanh quanh 8 chấm, 9 chấm, SAT quanh quanh 1.400, 1.500. Các hoạt động ngoại khóa thì các bạn ấy đều tham gia rất là nhiều, tham gia rất là active. Thì khi mà những cái yếu tố đấy nó ngang ngang, nó các bạn của cái pool của học sinh nó xem nhau ạ, thì nếu mà em có một cái bài luận thật xuất sắc thì trường sẽ nhớ em là ai và thật sự là ấn tượng đối với em. Và cũng theo kinh nghiệm của chị thì cái bài luận này nó sẽ cần một khoảng thời gian dài để mà em work on. Em có thể tất cả mọi người thì đều có thể viết một bài luận trong vòng 1 tuần, 2 tuần để mà trước deadline để mà em nộp đi. Nhưng mà cái bài luận nó có cái sự chăm chút, có cái sự đầu tư về ý tưởng, cẩn thận về ý tưởng, câu từ, thì thường chị thấy nó là những cái bài luận mà được chuẩn bị trước từ nhiều tháng, 3 đến 4 tháng. Thì viết các bài luận thật xuất sắc này, và cuối là thu thập thư giới thiệu. Thì thư giới thiệu thì bắt buộc, thường là bắt buộc sẽ có 3 thư giới thiệu bắt buộc. Đó là thư giới thiệu từ giáo viên chủ nhiệm và 2 giáo viên bộ môn. Ngoài ra thì cũng có một số những cái option thư giới thiệu khác mà để nó làm tăng lên cái màu sắc, hay là tăng lên những cái cách, những cái điều em thể hiện về bản thân mình. Thì các trường bây giờ có một số trường họ yêu cầu, hay là họ kiểu strongly recommend thư giới thiệu từ một người bạn. Em có thể lấy thư giới thiệu từ một người bạn thân của mình, hoặc là một family members, ví dụ như là chị gái, anh trai, cousin, hoặc là thư giới thiệu từ những cái người group leader của dự án của mình. Hay là ví dụ em làm trong một dự án xuất bản sách chẳng hạn, thì cái chị lead của dự án xuất bản sách đó của em,
Đấy thì thư giới thiệu chị nghĩ là cũng không chỉ nên gói gọn trong ba cái thầy cô đó, mà những cái năm gần đây chị thấy là có nhiều trường top cao á, họ recommend là viết thư từ peer, tức là từ bạn bè hoặc là family members của mình. Đấy, để họ có được những cái nhìn chân thật nhất về mình là ai và tính cách và con người của mình như thế nào. Thì đây là một số những cái tips mà mọi người có thể follow để cho một cái bài, cho một cái bộ hồ sơ nó hoàn thiện nhất và có cái tính cạnh tranh cao nhất khi mà mình nộp. Thì ví dụ đây là chị lấy trên website của Minnesota, và ở trong cái quá trình holistic reviews này thì nó sẽ có hai factors, hai yếu tố mà trường sẽ consider để cho em học bổng. Thứ nhất là academic factors và thứ hai là context này. Thì chị để cái đầu tiên, để cái slide đầu cho mọi người đọc khoảng 1-2 phút xem qua nhé. Rồi, holistic review tức là nó sẽ review một cách bao quát hơn và nó sẽ consider nhiều yếu tố khác nhau, chứ họ sẽ không chỉ consider một cái yếu tố là điểm GPA của em là bao nhiêu. Thì ở đây nó trường Minnesota nó viết thẳng trên website là đâu nó sẽ là những cái mà họ consider. Thì về academics, về học thuật thì nó sẽ có những cái coursework mà em đã học trong high school. Điểm điểm GPA, class rank tức là mình đứng rank thứ bao nhiêu ở trong trường, cái academic curriculum của trường em nó có khó không, nó có những cái lớp mà ví dụ như là honors, AP, IB hay là A-level hay là những cái college course level không, điểm ACT và điểm SAT của em, điểm những cái bài thi tiếng Anh chuẩn hóa khác như là TOEFL hay là IELTS, và applicant academic interest, ví dụ như là mình đã học những cái course nào đó, ví dụ như là em thích học computer science chẳng hạn, và trong những cái năm vừa rồi em đã hoàn thành một vài cái online course ở trên Coursera, ở trên Udemy hay là của những cái trường đại học khác. Mặc dù là đây không phải là một cái mà trường yêu cầu em, đây đơn giản là cái academic interest của em, cái mà em đam mê, cái ngành học mà em muốn học. Đó thì đây nó là những cái yếu tố mà trường sẽ consider theo mặt học thuật. Còn đây là theo mặt context factor, tức là họ tìm hiểu sâu hơn về con người em, những cái mục tiêu dự định, những cái câu chuyện riêng của em, chứ không phải là chỉ là về học thuật nữa. Thì giờ mọi người đọc qua cái slide này một chút nhé. Rồi. Và họ nói là khi mà họ tuyển một cái cộng đồng học sinh rất là đa dạng thì học sinh có thể đem đến những cái trải nghiệm, những cái tài năng cũng như là những cái quan điểm, góc nhìn khác nhau đến trường đại học. Và chúng tôi consider mỗi mỗi cá nhân nó sẽ là những cái cá thể rất là khác biệt, và chúng tôi sẽ không consider cái race, tức là cái race và ethnicity của em là ai, chủng tộc nào, mà đây là những cái yếu tố mà họ sẽ consider trong cái quá trình xét duyệt hồ sơ, xét duyệt học bổng cho em. Thì evidence of exceptional achievement, có những cái tài năng khác mà không reflected ở trong cái bảng điểm của em. Ví dụ như là em được một giải debate rất là lớn, một giải debate quốc tế này,
World Scholar Cup chẳng hạn, hay ví dụ em được em tham gia một cuộc thi viết thơ hay một cuộc thi viết truyện ngắn, hay là đấy những cái giải thưởng, những cái achievement, những cái accomplishment khác ngoài việc là em được bao nhiêu điểm ở trên trường lớp, hay là khi mà em đi thi đội tuyển quốc gia thì em được bao nhiêu. Participation in extracurricular related to intended major. Chị thấy đây cũng là một cái khá là quan trọng, để cũng như là chị vừa nói chẳng hạn, khi mà mình tham gia hoạt động ngoại khóa, đừng nên tham gia kiểu quá dàn trải, đừng nên kiểu là topic về gender equality em quan tâm một chút, về môi trường em quan tâm một chút, về nghệ thuật em quan tâm một chút. Đấy, tức là có thể là nó related to your intended major hơn, nó liên quan đến ngành của em, nhưng mà những cái hoạt động em tham gia nó khá là diverse chẳng hạn. Ví dụ như là em thích học computer science, một hoạt động em tham gia là em làm website cho em giúp trường cấp 3 của mình xây dựng website này. Em đi dạy tin học hay là coding cho trẻ em ở vùng núi, hay là em đã gây quỹ và mua được máy tính tặng cho trẻ em ở vùng núi, hay là em lập một dự án kiểu online trên mạng để dạy những cái kiểu basic coding skill cho mọi người chẳng hạn. Đấy thì chị thấy là liên quan đến cái intended major của em, nhưng mà nó diverse thì nó sẽ hay hơn là em quan tâm đến rất rất là nhiều những cái topic ở trong cuộc sống. Tiếp theo là strong commitment to community service, leadership và educational involvement. Thì những cái hoạt động xã hội, những cái hoạt động mà mình cống hiến cho xã hội, làm những cái cộng đồng xung quanh mình nó trở nên tốt đẹp hơn, hay nó công bằng, nó bình đẳng hơn. Những cái hoạt động mà thể hiện kỹ năng lãnh đạo tốt. Em đã vượt qua được những cái khó khăn, những cái thử thách về social, về economic hay là kể cả về physical, và em đã học được những cái gì từ những cái khó khăn thử thách đó. Có thể là em là first generation college student. Những cái yếu tố dưới thì thực ra chị thấy ít hơn một chút. Significant responsibility in a family, community, job or activity. Hoặc là những cái cống hiến cho culture, gender, age, economic, geography, diversity of the student body, những cái circumstances khác. Rồi military service thì thường là không apply với học sinh của mình. Đấy thì khi mà trường, đặc biệt chị thấy là những cái trường mà họ xét theo kiểu need based ạ, thì họ sẽ consider cả academic factors lẫn context. Còn những cái trường mà theo kiểu merit based thì họ sẽ consider academic factors nhiều hơn. Rồi, thì tiếp theo thì move on đến phần Q&A thôi. Chị chưa thấy mọi người nhắn câu hỏi gì, nhưng mà ai có câu hỏi gì thì cứ nhắn vào phần chat nhé. Thì hiện tại thì có một số những cái câu hỏi mà đã gửi ở trong cái form đăng ký rồi, thì chị sẽ trả lời trước những cái câu hỏi đó. Và ai có những cái câu hỏi gì thêm thì mọi người có thể nhắn vào phần chat. Mời chờ chị 1 2 phút, chị pull out mấy cái câu hỏi kia đã. Rồi, thì một số những cái câu hỏi mà các bạn đã hỏi. Câu đầu tiên là nếu mà nói về hoạt động ngoại khóa, các trường trao học bổng thường sẽ quan trọng hoạt động tình nguyện hơn hay là chú trọng vào hoạt động ngoại khóa nói chung ạ?
Chị thấy nói chung thì có thể là sẽ không như là chị vừa nói ạ, mình không nên tham gia quá là dàn trải, bởi vì nó sẽ không thấy rõ được cái màu sắc cá nhân cũng như là những cái mục tiêu, những cái mà em đã quan tâm tâm huyết đến cũng như là những cái mục tiêu dự định tương lai của em. Đấy thì đúng là chị đã thấy có những bạn mà khi mà gửi cho chị cái activity list chẳng hạn thì năm cái câu lạc bộ mà bạn ấy tham gia đều là member của một cái department nào đó và năm cái hoạt động đấy nó không liên quan gì đến nhau. Đấy thì các chị nghĩ nó là không nên. Em có thể có khoảng tầm từ 2 đến 3 cái sở thích hoặc là 2 đến 3 cái lĩnh vực mà em quan tâm đến, và từ đó những cái hoạt động em tham gia và em focus vào điều đó hơn. Ví dụ là em rất là thích tham gia những cái hoạt động về nghiên cứu khoa học, về nghiên cứu kiểu hóa sinh rồi là những cái chất này chất kia chẳng hạn. Đấy thì đó có thể là một cái sở thích, một cái màu sắc của mình. Một cái khác về mình nữa, có thể là mình là một người phụ nữ, con gái rất là mạnh mẽ và muốn đấu tranh cho gender equality. Đấy thì khi những cái hoạt động mà mình tham gia thì mình sẽ tham gia những cái hoạt động mà liên quan đến hai cái topic này thôi. Thì chị nghĩ nó sẽ là hay nhất hơn là bây giờ em tham gia những cái hoạt động mà tự dưng một hoạt động viết sách, một hoạt động làm marketing cho kiểu startup chẳng hạn. Đó. Thì còn hoạt động tình nguyện thì thực ra là cũng nên có, bởi vì là mọi người thấy ví dụ là ở cái slide của Minnesota nó có những cái câu là strong commitment to community service, tức là những cái hoạt động xã hội, hay là một số những cái bài luận phụ có nhiều trường họ cũng hỏi về hoạt động xã hội. Đấy thì mình nên có hoạt động xã hội, tuy nhiên là nó cũng không phải là bắt buộc 100%. Ví dụ là em có 10 cái hoạt động khác mà nó đều hay, nó đều ổn rồi. Nếu mà một cái hoạt động em đi từ thiện á, mà em chỉ làm một cái thành viên member nhỏ và em chỉ đi một cái chuyến từ thiện rất là ngắn trong khoảng một ngày chẳng hạn, thì có thể là nó sẽ không hay bằng những cái hoạt động khác mà em có. Đấy. Rồi. Thì tình nguyện nên tham gia, có thể tham gia nên tham gia, nhưng mà cũng không phải là em chỉ được đi tình nguyện thôi. Mình còn rất là nhiều sự lựa chọn cho cái activities của mình. Đấy, và chị thấy là nếu mà keep it focus và thể hiện rõ được cái màu sắc riêng của bản thân, cái đam mê, cái sở thích, cái dự định tương lai của mình thì nó sẽ hay nhá. Câu số 2 là em muốn biết về các trường đại học ở bang Cali, Mỹ và học phí cách lấy học bổng ạ. Ở Cali thì thực ra Cali nó là một cái bang mà nhiều người hay nói là nó không cho tiền. Và ra chị thấy là cái số lượng trường ở Cali mà cho tiền nó vẫn có, nhưng mà nó sẽ giới hạn hơn khá là nhiều so với ở những cái bang khác mà ở phía bờ đông chẳng hạn, ví dụ như là Massachusetts hay là Philly, quanh đấy có rất là nhiều trường có nhiều hỗ trợ tài chính. Thì ở UC nó có một số những cái hệ thống, ở California nó có một số những cái hệ thống trường, ví dụ như là những cái hệ thống University of California something, University of California Berkeley này, hay là UC Berkeley, UCLA, University of California San Diego, cái hệ thống UC mà có 8 trường đấy á, thì policy của nó là nó không có hỗ trợ tài chính cho học sinh quốc tế. Bất kể em là ai, bất kể em giỏi như thế nào thì họ cũng sẽ không có hỗ trợ tài chính cho học sinh quốc tế. Và khi mà em đi những cái trường UC này thì em sẽ phải đóng full. Nó sẽ rơi vào khoảng tầm từ 60.000 cho đến 80.000 một năm, tùy vào các trường. Ở Cali thì có một số những cái trường, có một số cái hệ thống Cal State, ví dụ như là California State University chẳng hạn, California State University Fullerton, California State University San Diego chẳng hạn. Thì những cái trường này cái học phí của nó thấp hơn một chút. Một năm chị thấy là nó sẽ chỉ rơi vào khoảng tầm 40.000, tầm từ 30 đến 50.000, loanh quanh khoảng 40.000. Đấy, và nó cũng sẽ có thêm scholarship
và có cho học sinh quốc tế, nên là có thể cái mức nó sẽ xuống thấp hơn một chút. Đấy thì ở Cali thì chị thấy là nhiều là những cái trường này nó không cho financial aid. Đấy, Cali là ra một trong những cái bang mà tuy nhiên là Cali thì cũng có nhiều trường, nên là nếu mà em chọn những cái trường mà ở trong kiểu trong top 100, top từ 100 đến 200, mà những cái trường đấy ở Cali có thể là học phí nó sẽ rẻ hơn một chút. Nên là khi mà mình được ít hỗ trợ tài chính thì có thể là nó vẫn sẽ rất là affordable. Câu 3 là làm thế nào để xin được hỗ trợ tài chính ở mức cao ạ? Cao này thì nó cũng sẽ phụ thuộc vào cao là bao nhiêu. Ví dụ à, hỗ trợ tài chính 30-40 nghìn cũng có nhiều, đối với nhiều bạn, bạn ấy chỉ cần xin 30-40 nghìn thôi. Nhưng có những bạn sẽ cần xin đến 50-60 nghìn. Thì cái cao này nó không có một cái mức cố định. Thì chị thấy là nếu mà em xin rất là cao, nếu mà em xin em cần 50 nghìn, 60 nghìn á, thì chị thấy là thực sự những cái phần của bộ hồ sơ em, đặc biệt là cái phần context này, nó phải rất là tốt. Bởi vì là cái yếu tố đầu tiên để mà xin được rất là nhiều á, thì academic factors của em phải tốt, SAT của em phải cao và GPA của em phải cao. Và tiếp theo đó thì họ sẽ nhìn đến những cái điều này để xem là mình đủ khác biệt đến bao nhiêu và họ muốn nhận mình vào trường đến bao nhiêu để em có thể kiểu make a difference, em có thể kiểu become something ở trường á. Thì chị thấy là nếu mà em xin đến 50-60 nghìn đô cho một năm thì thứ nhất là nó cũng khá là khó. Thứ hai là những cái này em phải xuất sắc, em phải có leader, em phải có founder, em phải có giải thưởng. Đấy thì mới xin được cao. Còn đâu là ví dụ nếu em chỉ mức xin mức khoảng 30-40 nghìn thì những cái này mình vẫn phải có. Nhưng mà có thể là nó sẽ không cần đến một cái mức mà kiểu xuất sắc exceptional chẳng hạn. Những trường đại học Mỹ nào thường cho hỗ trợ tài chính hào phóng ạ? À, thì hỗ trợ tài chính chị thấy nó sẽ có hai cái nhóm mà hào phóng nhất. Thứ nhất đó là những cái trường ở trong top 20. Những cái trường ở trong top 20, kể cả bảng xếp hạng National Uni hay là bảng xếp hạng Liberal Arts College LAC, thì có những bạn chị thấy là có thể đi, có những bạn chị đã nói chung là tận mắt thấy đi đóng 3.000, 4.000 một năm, hay là 11.000 đô một năm, hay là 14, 15.000 đô một năm cho những cái trường trong top 20 này. Tuy nhiên nó rất rất là khó. Tuy nhiên nó rất là khó, và khi mà em apply em cũng phải tính đến chuyện là ví dụ nhỡ mình không được nhận trường nào thì sao, mình sẽ làm gì. Bởi vì là nó rất là khó, nhưng mà khi mà được nhận vào thì họ họ cho em hỗ trợ tài chính rất là hào phóng. Nhưng mà mình cũng phải consider, ví dụ là nếu mình muốn ghi 12.000 để áp những cái trường này chẳng hạn, thì khá chắc cái khả năng cao là tất cả những cái trường ở ngoài top 20 còn lại khả năng rất cao là em sẽ trượt gần như là hết. Đấy, thì đây là một cái risk mình consider. Còn cái khối trường thứ hai mà có hỗ trợ tài chính hào phóng thì chị thấy là những cái trường LAC, có thể 18.000, 20.000, 22, 25.000 vẫn có thể đi được trường, những trường LAC thì là cái gói hỗ trợ tài chính của họ cho em là đến khoảng 50, 60.000. Thì chị thấy hào phóng nhất đó sẽ là những cái trường rất là khó để vào ở trong top 20. Khi mà vào thì họ không quan tâm đến điều kiện tài chính của em, họ cho em rất là nhiều. Hai là LAC thì chị thấy là cũng nhìn chung thì sẽ là hào phóng hơn so với National University, và đặc biệt là so với State University, Public University chẳng hạn. Tài chính quá eo hẹp có ảnh hưởng tới khả năng học bổng và du học Mỹ không ạ? Chị nghĩ là có. Bởi vì là khi mà tài chính quá eo hẹp theo như kiểu là chị vừa nói á, thì em sẽ có cái option theo kiểu là
được ăn cả ngã về không. Tức là nếu mà em rất giỏi và em rất xuất sắc và em đỗ vào cái trường cao này thì em sẽ được học bổng rất là nhiều. 4 năm em được 8 9 tỷ đi học. Nhưng mà những cái trường còn lại mình sẽ gần như là mình sẽ không có cơ hội. Đấy nên nó là kiểu một cái bài toán 50 50 á. Đấy, còn là đối với những cái trường mà ở trong top khoảng 30 40 50 60 30 40 50 60 thì chị thấy là tài chính càng cao thì nó càng tăng cái cơ hội của mình được nhận vào. Đấy, tuy nhiên là tài chính thấp thấp khoảng kiểu 30.000, 35.000 vẫn vẫn ok, vẫn ổn, vẫn có cơ hội. Đấy nhưng mà ví dụ càng cao hơn kiểu 40, 45, 50.000 thì cái sự lựa chọn những cái trường tốt của mình có rất là nhiều. Rồi. Có một câu là có nên chọn một số ngành trendy ví dụ như là tech, BI để tăng cơ hội được nhận học bổng và hỗ trợ tài chính không ạ? Cá nhân chị nghĩ thì là nên là ngược lại. Bởi vì khi mà em chọn một số những cái ngành trendy á thì có rất là nhiều bạn khác cũng apply. Ví dụ như những cái ngành ví dụ như là chị đấy là engineering, business hay là computer science thì nó sẽ cạnh tranh hơn nhiều. Nó sẽ có cái cạnh tranh hơn bởi vì là 100 bạn khác cũng apply vào cái College of Engineering ở trường này. Đấy, trong khi ví dụ là có thể ít bạn app psychology hơn chẳng hạn. Đấy, tuy nhiên là khi mà mình app mình vẫn sẽ phải app và chọn cái ngành mà nó là cái ngành mà mình muốn học, nó relate đến cái ngành của mình. Nhưng mà nếu mà em cái lý do em chọn cái ngành này bởi vì nó trendy và nó có thể tăng cơ hội học bổng thì chị nghĩ là không nên. Bởi vì là những cái ngành trendy thì nó sẽ nhiều người áp và nó sẽ cạnh tranh hơn khá là nhiều. Câu cuối cùng là chi phí du học Mỹ trung bình một năm là khoảng bao nhiêu ạ? Thì như cái này thì chị đã bắt đầu cái buổi webinar hôm nay là nó sẽ rất là diverse, nó sẽ khác nhau ở từng trường hợp của khác nhau ở từng trường hợp của từng bạn và từng điều kiện tài chính của gia đình. Chị nghĩ là để mà em có nhiều sự lựa chọn nhất, chị nghĩ là nên khoảng từ 30.000 cho đến 50.000. Đó là em có nhiều sự lựa chọn nhất, tức là nhiều sự lựa chọn nhất thì chắc chắn là full pay. Tức là mình không xin hỗ trợ tài chính, em có thể áp được vào những cái trường top rất là cao, trong top 20, trong top 30 mà không cần mình phải quá là xuất sắc chẳng hạn. Hồ sơ của mình cũng bình thường, cũng ổn thôi. Đấy, thì nói chung là prefer nhất là thì full pay, nhưng mà không phải là ai cũng có cái khả năng full pay. Thì thực ra chị nghĩ là cái mức khoảng 30.000 đến 50.000 em có rất là nhiều sự lựa chọn. Em có thể app National Uni nếu mà em thích, có thể app LAC top cao nếu mà em thích, có thể học ở thành phố lớn hoặc là có thể học ở những cái nơi ấm áp hơn, hoặc là muốn học ở bờ đông hay bờ tây. Đấy thì tài chính cao mình sẽ có nhiều cái sự lựa chọn hơn về kiểu loại trường mình muốn học là gì, nơi mình muốn học là ở đâu. Đấy, còn nếu mà mức khoảng 17, 17, 18, 10, 17, 18 nó vẫn có cơ hội. Nhưng mà cái option nó rất là giới hạn. Mình sẽ nên áp những cái trường LAC thôi. Hay là thật ra kể cả 20, 22 cũng thế. Nên áp những cái trường, 25 cũng thế, nên áp những cái trường LAC thôi. Đấy, còn đâu là nếu mà 25, nếu mà muốn áp National Uni chẳng hạn, thì hoặc là mình sẽ phải đi xuống cái top rất là thấp, hoặc là những cái trường mà học phí nó rẻ hơn, nó ở những cái nơi xa xôi hơn một chút. Rồi, thì đó là những cái câu hỏi mà nhận được ở trong cái form gửi đến này. Mọi người có hỏi gì không? Cứ tự do thoải mái hỏi nhá. Nếu mà kể cả ngại, nếu mà em ngại nhắn tin chung vào cái group lớn á thì có thể direct message cho chị. À đây, thế là chị thấy có một số câu hỏi rồi. Chị lại không check rồi.
Em tham gia MUN, Hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc 9 lần từ trước đến nay với tư cách là đại biểu và ban tổ chức những môn như vậy có giúp ích nếu ngành em chọn liên quan đến ngoại giao. Chị nghĩ là có nhé, chị nghĩ nó sẽ là một cái điểm khá là mạnh ở trong cái bộ hồ sơ của mình. Cái màu sắc của mình là về MUN, về debate chẳng hạn. Tuy nhiên là cái hoạt động ngoại khóa của mình cũng có thể rất là diverse. Ví dụ là em đi dạy debate cho trẻ em, hay là em có những cái bài research, những cái bài nghiên cứu mà liên quan đến một cái topic gì đó trong xã hội chẳng hạn. Đấy, và chị thấy là cái trải nghiệm em tham gia đi MUN đó, nó sẽ là những cái trải nghiệm thực tế của mình, nó sẽ có những cái câu chuyện, những lúc thành công thất bại, nó sẽ có những cái kiểu kiến thức của mình về ngoại giao mà sẽ để cũng sẽ rất là tốt cho em khi mà em viết luận chính và luận phụ. Đó, thì chị nghĩ là áp ngoại giao thì tốt, nó sẽ là một cái kiểu điểm rất là mạnh. Rồi. Em chào chị ạ, em có thắc mắc là nếu như trong trường hợp em được nhận vào trường nhưng không nhận được financial aid từ trường thì sau vào đại học em có cơ hội để nhận được financial aid không ạ? Hay mình phải cạnh tranh để giành scholarship của trường? Thì thực ra chị thấy là khi mà em được nhận vào trường, khi mà họ gửi cho em cái khi mà họ gửi cho em cái kết quả tài chính đó, thì chị sẽ thấy thì họ sẽ có luôn cái kết quả tài chính trong 4 năm mà em sẽ phải nộp là gì. Và thường là cái mức này nó sẽ cố định trong vòng 4 năm đó. Trong những cái năm sau mình có thể apply thêm scholarship khi mà mình đã ở trong trường rồi. Nhưng mà thường những cái mức scholarship khi mà em đã vào trường nó khá là ít. Có thể nó sẽ chỉ khoảng 2.000 đô hay là hơn 2.000 đô hay là hơn 3.000 đô một năm thôi. Còn đâu là nó sẽ không thay đổi quá là nhiều so với cái mức tài chính mà trường đã offer cho em. Ở những cái năm sau, Tùng có thể join buổi chia sẻ ngày mai nữa nhé, mọi người nhé. Bởi vì là buổi chia sẻ ngày mai thì sẽ vào cái cách tính hồ sơ tài chính, rồi cũng như là chi phí một năm mình đi học mất bao nhiêu, rồi là một số những cái cách để mà mình giảm tải chi phí chẳng hạn. Thì những cái năm sau, những cái cách giảm tải có thể là em move out, em giảm tải chi phí có thể là em ra ngoài em ở. Thì đối với những cái trường National University thì cái option mình được ra ngoài ở từ năm 2 rồi là ra hẳn ngoài ở á, thì nó dễ hơn. Bởi vì là nó thường ở cái thành phố lớn và nó có nhiều sự lựa chọn về nhà các thứ ở xung quanh. Cái này thì thực ra mai chị cũng sẽ chia sẻ cụ thể hơn. Đấy, nhưng mà những cái năm sau em có khả năng có thể giảm được cái mức tiền mình đóng một chút. Tuy nhiên là nó sẽ không quá nhiều theo kiểu mười mấy hay là mấy chục nghìn đô, mà nó cũng sẽ giảm được một phần, tùy có thể là giảm được từ 2.000 đến 3.000, cho đến nhiều là sẽ giảm được khoảng từ 7.000 đến 8.000 đô. Còn về cái mức hỗ trợ tài chính ạ, thì chị nghĩ là thì thực ra nó không có nhiều, có thể apply thêm scholarship nhưng mà nó cũng sẽ chỉ khoảng vài nghìn đô thôi. Chị recommend nên đi nước nào trong năm tới ạ? Thì thực ra chị nghĩ là mỗi nước thì nó sẽ có những cái điểm mạnh rồi là những cái khác nhau. Mỹ thì cũng sẽ có rất là nhiều, Mỹ thì Mỹ, Úc, Nhật hay là những cái nước châu Âu, hay kể cả Hàn Quốc chẳng hạn, thì mỗi nước nó sẽ có những cái benefits khác nhau tùy vào cái môi trường sống, cái quốc gia mà mình muốn, tùy vào cái môi trường sống, cái quốc gia mà mình muốn đến là như thế nào. Còn nếu mà chị hỏi theo kiểu về kiểu safety, về kiểu sự an toàn á, thì thực ra chị nghĩ là nước nào thì nó cũng sẽ có chỗ an toàn và sẽ có chỗ không. Và kiểu đi Mỹ thì mình ở trong campus và kiểu cái cộng đồng xung quanh của mình thì thực ra là nó cũng rất là an toàn. Rồi, nếu em đi vào năm 2 đại học
thì năm nhất em nên chuẩn bị gì ạ? Nếu mà đi vào năm hai đại học thì thực ra chị nghĩ là em sẽ nên apply theo em sẽ nên apply theo kiểu là apply lại và sang bên đấy đi học lại 4 năm. Bởi vì khi mà em apply lại và kiểu sang đấy đi học 4 năm thì nó sẽ có gói hỗ trợ tài chính cho em. Còn nếu mà mình đi theo kiểu transfer á, mà học năm nhất đại học rồi thì nó có hai cái vấn đề. Thứ nhất là có một số trường ở Mỹ họ sẽ không chấp nhận cái năm nhất đại học đấy của em và tính tính nó như là một năm ở đại học Mỹ chẳng hạn. Và cái thứ hai là nếu mà mình app transfer theo kiểu là mình sang đấy mình học hoàn thiện nốt năm 2, năm 3, năm 4 thì cái hỗ trợ tài chính cho transfer thì thường là không có. Rồi, về học bổng cấp 3 ở Mỹ thì sao chị? Về cấp 3 thì thực ra chị thấy là nó sẽ có những cái nó cái số lượng trường mà cấp học bổng ở cấp 3 so với đại học thì nó sẽ ít hơn khá là nhiều. Ở đại học thì em có cái số lượng trường em có thể chọn, rồi là cái mức hỗ trợ tài chính của nó là bao nhiêu. Đấy thì nó sẽ kiểu widely available hơn. Về học bổng cấp 3 ở Mỹ thì nếu mà em điều kiện tài chính gia đình tốt và mình đi những cái trường private, những cái trường boarding school thì rất rất là tốt. Còn đâu là khi mà mình chọn cấp 3 thì mình cũng nên, tức là mình nên tìm hiểu trường rất là kỹ, bởi vì là những cái thông tin về trường cấp 3, trường đấy nó ở đâu, nó như thế nào, nó vận hành như thế nào thì mình nên tìm hiểu rất là kỹ. Bởi vì là đại học thì sẽ có nhiều người đi đại học hơn, và mình cái thông tin về kiểu trường nào tốt, trường nào như thế nào thì nó sẽ widely available hơn là những cái trường cấp 3. Nên là mình phải rồi đó, thì đó là so far là những cái câu hỏi ở trong phần chat nhé. Mọi người còn câu hỏi gì mọi người cứ nhắn nhé. Buổi training ngoài ngày mai thì chị sẽ nói cụ thể hơn một chút về CSS, rồi là cái cách tính hồ sơ tài chính, hay là cái bộ hồ sơ tài chính nó sẽ bao gồm những cái gì, bao gồm hồ sơ CSS này, bao gồm bảng lương của bố mẹ, rồi là bao gồm sổ tiết kiệm của gia đình mình như thế nào đó, rồi là khi mà sang Mỹ một năm thì em sẽ phải chi tiêu một năm em sẽ phải chi tiêu những cái gì, trong một năm thì mình có thể đi làm như thế nào, rồi là lương các thứ ra sao, hay là ở những cái năm 2, năm 3, năm 4 thì có những cái cách nào để mà mình có thể tiết kiệm tiền và giảm tải chi phí hơn. Rồi, mọi người còn câu hỏi gì thì nhắn nốt nhé. Hôm chắc thì mình sẽ end sớm. Các trường cấp 3 Mỹ có học bổng không? Thì chị thấy nhiều là không. Đấy, sẽ có một số trường em sẽ thấy policy là có. Còn chị thấy nhiều là cái học bổng cấp 3 nó sẽ giới hạn hơn rất là nhiều. Rồi. Rồi, chắc không còn câu hỏi gì thì chắc là chị sẽ end webinar này. Cũng sẽ có bản recording, nên là nếu ai cần recording thì có thể nhắn vào page chẳng hạn.
Và tối mai thì cũng sẽ cùng với giờ này, từ 8 giờ đến 9 rưỡi thì cũng sẽ có thêm một cái webinar nữa, và cũng sẽ đi sâu hơn một chút về cái cách khai cái bộ hồ sơ tài chính, rồi là mình tối ưu hóa những cái thông tin ở trong bộ hồ sơ tài chính của mình như thế nào. Và từ hôm nay đến ngày mai mọi người có nghĩ ra thêm cái câu hỏi gì thì có thể keep, và mai thì chị sẽ trả lời tiếp. Rồi vậy nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn chị.